Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là kênh Đọc Một Số. Hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 28 tháng 5 năm 2023. Và lời nói đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc, và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 5. Và quay trở lại với một người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên chia sẻ cho mọi người ở vị trí đường cầu giải đặc biệt để cho mọi người tham khảo cho ngày mai là thứ hai của ngày 29 tháng 5. Và cái video của buổi tối ngày hôm kia thì mình cũng có gửi tất cả mọi người, đó chính là một cái vị trí dàn đề như mọi người thể hiện trên màn ảnh đây. Mình chia sẻ cho mọi người chơi khung 2 ngày, tức là ngày thứ sáu, mình xin lỗi là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Đó anh em nhìn thấy khá là rõ, mình nhấn mạnh cho anh em khá là rõ là đường cầu này mình chia sẻ cho mọi người để chơi 2 ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Thì tiếp tục để đến với video của buổi tối ngày hôm nay, mình mới tiếp tục lên cho anh em cầu mới cho ngày mai là thứ hai. Đó thì quay trở lại với cái giải đặc biệt của ngày hôm qua là ngày thứ bảy, thì ngày đầu tiên thì dàn chúng ta đã lỗ rồi, đó chính là cặp vị trí của 7377 đây, đúng không ạ? Ngày đầu tiên chúng ta đã vị trí lỗ đường cầu này, cặp 7377 đây, giải đặc biệt ngày hôm qua xuất hiện cho một người con số 37, đúng không ạ? Anh em theo dõi trên video của mình thì mình đã chia sẻ cho một người khá là kỹ về cái vấn đề này rồi. Thì tiếp tục quay trở lại với chiếc màn ảnh của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay. Thì mình sẽ điểm qua một chút nhá. Rồi đầu tiên tại giải đặc biệt thì ngày hôm nay thì có cho một người đây là con số 59, nó làm ở hai chạm là chạm 5, chạm 9 và tổng 4. Ba càng là 459 và cả bộ số là 79459. Thống kê về vị trí của lô hai nháy thì ngày hôm nay không có lô hai nháy. Ngày hôm nay ra tập trung nhiều nhất ở vị trí đầu 2, đầu 7 và đầu 8. Vị trí của đầu 2 xuất hiện cho một người là con số 20, con số 24, 26, 27 và 28. Vị trí của đầu 7 thì xuất hiện là 71, 72, 74, 76 và 77. Cũng như đầu 8 thì có 80, 81, 83, 85, 87 và 89. Đó thì ở lô kép thì cũng chỉ xuất hiện cho một số kép 77 thôi, đúng không ạ? Đầu lô tô ngày hôm nay thì có vị trí đầu 0 nó bị cầm này. Rồi thì vừa qua thì mình cũng điểm lại cho mọi người một số cái đặc điểm nổi bật của bảng kết quả. Và tiếp tục quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì mình sẽ đi phân tích cho mọi người hai đường cầu giải Việt để cho mọi người tham khảo cho ngày mai. Thì đối với vị trí hai đường cầu này thì mình sẽ phân tích cái đường cầu đầu tiên, đó chính là một cái sự kết hợp của giải 3 kết hợp với giải 6. Cái đường cầu này ấy, thì ở ngày thứ 6 nhận định cho ngày thứ 7 chúng ta cũng đã trả về là con số 37 rồi. Mình sẽ phân tích lại nhá. Đây là bảng kết quả mở thưởng ngày thứ 6 này, thì giải 3 thì mọi người lựa chọn cho mình là tất cả những con số nó nằm trong cái bộ thứ ba của giải 3. Thì nó có đây là con số 1, con số 7, con số 2 và con số 0. Mọi người kết hợp cho mình với vị trí của giải 6. Thì giải 6 đây nó có 3 bộ số, thì chúng ta lựa chọn là con số đầu tiên của mỗi bộ. Thì khi ở đây xuất hiện con số 1, con số 2, con số 3, thì khi 3 kết hợp với 7 thì có phải nó trả về là cặp 373 đúng không? Đó thì nó trùng với giải đặc biệt của ngày hôm qua là con số 37 đây. Đó, đây cái đường cầu mình đã phân tích khá là rõ đây. 17 này, 20 này. Đây. Bộ 1720 này, bộ 123 này. Đúng chưa? Thì đối với cái dàn này mình đưa ra cũng 1720. Đây mình đánh nhắc lại cái đường cầu ăn thông anh em nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta hiểu về đường cầu này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích ở bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay nhận định cho ngày mai này. Đầu tiên tại vị giải 3, mọi người lựa chọn cho mình là bộ thứ 3 của giải 3 thì có con số 3, con số 1, con số 8, con số 7 và con số 4. Mọi người kết hợp cho mình với vị giải 6. Bộ đầu lựa chọn con số đầu là con số 9 này. Bộ thứ 2 lựa chọn con đầu là con số 3 và bộ thứ 3 lựa chọn con số đầu là con số 2. Chúng ta có lần lượt là 9, 3 và 2. Bây giờ chúng ta đi kết hợp từng cái vị trí một với nhau. 3 kết hợp trước chúng ta có cặp 393, kép 33 và cặp 323. 1 kết hợp chúng ta có 191, 131 và 121. 8 kết hợp chúng ta có 898, chúng ta có 838 và 828. 7 chúng ta có 797, 737 và 727. Cuối cùng là 494. Vị trí của 434 và 424. Đối với dàn này nó sẽ hơi bị nhiều số một chút. Nhưng dàn này thì bắt đầu từ ngày mai chúng ta có thể chơi cho mình là 01 được rồi. Đó tức là chơi chỉ trực tiếp cho ngày mai thôi. Đó chính là thứ hai của ngày 29 tháng 5. Mọi người lên nhớ cho mình nhá, chơi 01 cho ngày 29 tháng 5. Đó em lưu lại cho mình cái dàn này.
Đó, những anh em chơi riêng về đề thì anh em lên chơi cả cho mình, nó không làm sao cả. Và mình cũng sẽ gửi đến mọi người một cái đường cầu nữa để chúng ta kết hợp với đường cầu này. Và sau khi mình chia sẻ cho mọi người đường cầu thứ hai xong thì mình sẽ đi tối giản cho mọi người vị trí cầu đề. Những cái cặp số lọc kết thì mình sẽ đưa cho anh em. Và trước mắt thì mọi người cứ lưu lại cho mình cái dàn này trước. Đó. Lên nhớ cho tất cả mọi người là dàn này nó sẽ hơi bị nhiều số một chút nhá. Dàn này đâu đó khoảng tầm 25 đến 30 số đấy anh em ạ. Ok. Cái dàn thứ hai này thì mình chia sẻ cho mọi người thì nó cũng không có quá là nhiều số đâu. Đó. Bây giờ mình sẽ đi chuyển đến cái đường cầu thứ hai nhá. Đối với đường cầu thứ hai này thì đây là một cái sự kết hợp của vị trí giải nhì và vị trí giải ba. Đầu tiên là giải nhì thì mọi người lựa chọn cho mình là ba con số đầu, nó nằm trong cái bộ thứ hai của giải nhì này. Thì nó có đây là con số 0 và con số 9. 9 ở đây nó trùng hai vị trí, trùng chúng ta lấy một thôi. Giải ba chúng ta lựa chọn này. Con thứ ba nằm trong bộ thứ hai, con thứ ba nằm trong bộ thứ năm và con thứ ba nằm trong bộ thứ sáu. Thì lần lượt nó xuất hiện đây là 5 này, đây là 1 này và đây là 5. Thì kết hợp lần lượt nhá, chúng ta sẽ có là 505. Đúng không? 595. Đó. Và con số 1 kết hợp lên chúng ta có 101 và 191. Thì ngay ngày hôm nay nó đã trả về cho một người là vị trí 595 ở đây. Ngày ngày hôm nay đã trả về là vị trí 595 này. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái đường cầu này. Chúng ta bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay nhá. Đây, chúng ta lựa chọn này. Ba con số đầu nằm trong bộ thứ hai của giải nhì. Thì có ở đây thứ nhất là con số 2, con số 8 và con số 0. Đến với vị trí giải 3. Con thứ ba làm bộ thứ hai, con thứ ba làm bộ thứ 5 và con thứ ba làm bộ thứ 6. Lần lượt xuất hiện 8, 9 và 3. Chúng ta kết hợp từng cái vị trí một với nhau. 2 chúng ta có vị trí của 282, 292 và 232. 8 chúng ta có vị trí của kép 88, 838 và 898. Cuối cùng là 0 chúng ta có vị trí của 080. Chúng ta có vị trí của 090 và 030. Đó. Vậy đây là cái dàn đặc biệt thứ hai chúng ta có thể lưu lại cho mình. Đối với dàn này thì chúng ta cũng chỉ cho mình khung một duy nhất cho ngày mai là ngày 29 tháng 5. Sau khi mình phân tích cho anh em hai đường cầu thì mình sẽ tổng hợp lại cho mọi người vị trí kết. Ở vị trí kết thì mình sẽ đưa cho mọi người khoảng độ từ 6 cho đến 8 số anh em nhé. 6 cho đến 8 số. Ok. Thì cá nhân của mình thì thứ nhất mình sẽ chia sẻ cho mọi người với vị trí của 8 số kết. Cặp đầu tiên thì cá nhân mình thì mình sẽ đưa cho mọi người là về vị trí của thứ nhất là 838 323 898 và vị trí của 878. Đó. Bốn cặp số kết này tương ứng với dàn 8 số anh em thể lưu lại cho mình. Lên nhớ cho mình là chơi cho ngày mai là ngày 29 của tháng 5. Ok. Và cũng còn một cái vấn đề nữa cũng cực kỳ là quan trọng. Thì tất cả những anh em nào đang xa bờ, anh em đang cần hỗ trợ những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu ăn thông dài hơn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo số VIP nhóm kín cho mình ở đây. Đó chính là 0363 581 222. Phí thì hoàn toàn là sau giờ quay. Đây là một cái điểm cực kỳ lợi thế cho tất cả mọi người khi anh em liên hệ qua Zalo nhá. Tất cả mọi con số về cầu lô, cầu xiên hay cầu đề thì mình đều hỗ trợ anh em 100% là phí sau giờ quay. Số Zalo của mình là 0363 581 222. Ok. Rồi, và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người là xem video vui vẻ, ngày mai lựa chọn được những cái con số nó thật chuẩn và chính xác với tất cả những con số anh em lựa chọn hay là tất cả những con số mình đưa ra. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Xin hẹn mọi người ở buổi tối ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.